Xin chào mọi người, hôm nay Huyền sẽ giới thiệu với mọi người về một cái sản phẩm trị mụn rất là hay luôn. Cái sản phẩm này là sản phẩm Renewkin trị tất cả các loại mụn, mụn bọc, mụn mủ, rồi thâm. Và cái sản phẩm này giúp phục hồi da rất là hay. Bạn nào mà đang bị các vấn đề về mụn nhưng mà nó nổi mụn li ti rồi mụn mủ trên da của mình rất là nhiều thì mình mua cái sản phẩm này về mình sử dụng ngày hay là sáng tối là khoảng 2 tuần, tùy theo cơ địa của mỗi người, khoảng 2 tuần đến 3 tuần là nó sẽ gom tất cả các cồn mụn lại, sau đó mình như nạm mụn ra thì sản phẩm này nó rất là hiệu quả luôn. Sau khi mình đi nạm mụn ra xong rồi mình vẫn xài tiếp, mình xài tiếp sau đó đến khi mà cái da của mình nó bớt nhiều rồi thì mình vẫn sử dụng cho nó hết thâm luôn. Bây giờ Huy sẽ mở hộp này ra cho mọi người xem cái chất của bên trong của nó nha. Một hộp về là 220, nó thể tích của nó là 10 ml. Đây là tem chống hàng giả. Cái chai thuốc bên trong màu đen vậy, cái chất thuốc bên trong nó màu hơi nhìn vàng nha mọi người. Đây là tem chống hàng giả. Nếu mà mọi người thắc mắc gì về vấn đề tình trạng da mụn thì IB Huyền sẽ tư vấn nhiệt tình nha.